Trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An hiện nay, đang có sự góp sức không nhỏ của lực lượng tình nguyện đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Giang. Đó là những y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và cả những sinh viên còn rất trẻ, mang trong mình bầu nhiệt huyết, không ngại khó, xung phong lên tuyến đầu để sớm đưa địa phương này vượt qua đại dịch. Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang là một trong những đơn vị tham gia cùng đoàn cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang đến hỗ trợ Long An chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó có nhiều sinh viên từng tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Sinh viên trẻ Nguyễn Thị Đào với kinh nghiệm của mình đã tình nguyện đến Long An chống dịch. Thì trước đây em đã từng đi lấy mẫu xét nghiệm ở Bắc Giang rồi và đã từng làm việc ở trong khu cách ly. Bọn em vào đây thì với nhiệm vụ là đi lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều là theo tinh thần tự nguyện, thì muốn đóng góp một phần sức nhỏ cống hiến để giúp Long An thoát khỏi cơn dịch. Để tham gia đoàn tình nguyện, các sinh viên này sẵn sàng gác xếp mọi công việc gia đình, xông pha vào tâm dịch, làm nhiệm vụ xét nghiệm và mong muốn dịch chóng qua đi, trả lại sự bình yên vốn có trước đây. Khi xin phép ba mẹ vào trong này thì ba mẹ có một chút lo lắng, tại vì là cũng xa rời nhà cũng khá là lâu rồi, cũng chưa về nhà. Nhưng mà với sự thuyết phục với lại sự quyết tâm của mình khi muốn dập dịch thì ba mẹ cũng đã đồng ý và cho đi ạ. Dù phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần, nhiệt huyết và trách nhiệm, các tình nguyện viên hàng ngày vẫn khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, nhanh chóng hoàn thành các công việc được giao. Em quyết tâm là truy vết và săn lùng và đưa mọi người trở về trạng thái bình thường và đi hạ lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày càng nhiều càng tốt để cho không có ngoài F0 ngoài cộng đồng, để sớm dập dịch được như ở Bắc Giang ạ. Dẫu biết rằng trong cuộc chiến chống COVID-19 luôn có nguy hiểm, khó khăn, nhưng bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và mong ước của tuổi trẻ được góp sức chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các sinh viên y khoa Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đang nỗ lực xông pha nơi tuyến đầu cùng tỉnh bạn quyết tâm chiến thắng đại dịch.